người hâm mộ đã phát hiện ra rằng ba thành viên của X-Quan này đã có hình xăm trên cơ thể. Đầu tiên là Cho Seungyeon. Cho Seungyeon có khá nhiều bộ sưu tập về những hình xăm. Anh ấy có ít nhất là 6 cái, nhưng có thể còn nhiều hơn. Các con số trên cả hai cánh tay của anh ấy là năm sinh của bố mẹ anh ấy. Còn khuôn mặt cười và khuôn mặt buồn bã thì đại diện cho những gì anh ấy đã trải qua trong thời gian Unix không hoạt động. Anh ấy thừa nhận rằng khuôn mặt tươi cười và khuôn mặt buồn bã đều là tính hai mặt của anh ấy. Người thứ hai là Lee Hangyul. Mọi người nghi ngờ về hình xăm của Hangyul, nhưng khi nghệ sĩ xăm hình đăng một bức ảnh của hai người, điều đó là không thể phủ nhận. Anh ấy còn có hai hình xăm trên lưng và chưa rõ anh ấy có nhiều hơn không. Người thứ ba là Han Seungwoo. Han Seungwoo có ba hình xăm mà người hâm mộ biết, một cái ở trên ngực và hai cái trên cánh tay. Những cái trên cánh tay của anh ấy rất có ý nghĩa vì chúng bông hoa là kỷ niệm đầu tiên của nhóm Mission, và mặt trăng tượng trưng cho những người tỏa sáng ngay cả khi trời tối. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.